Em hãy nhìn lên trên màn hình, cô có đề bài như sau. Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức 4 nhân mẫu ngoặc 3 cộng 5 trong ngoặc và 4 nhân 3 cộng 4 nhân 5. Các em hãy suy nghĩ và tính để ra kết quả, sau đó chúng ta sẽ so sánh nhé. Cô mời các em nhìn lên trên màn hình. Đầu tiên, ta có 4 nhân mẫu ngoặc 3 cộng 5 đóng ngoặc bằng, cô tính trong ngoặc đơn bằng 8, 4 này chưa tính nên cô viết lại. Cô sẽ viết 4 nhân và trong ngoặc đơn cô tính được bằng 8, cô viết 8. Vậy 4 nhân 8 bằng 32. Tiếp theo, cô tính 4 nhân 3 cộng 4 nhân 5. Với biểu thức này, ta thấy vừa có phép nhân vừa có phép cộng. Ta thấy vừa có phép nhân vừa có phép cộng, nên cô thực hiện nhân chia trước, cộng trừ sau. Cô nhân 4 nhân 3 bằng 12, cô viết 12, cô viết lại phép cộng. Sau đó 4 nhân 5 bằng 20, cô viết 20. 12 cộng 20 bằng 32. Quan sát giá trị của hai biểu thức này, cô thấy giá trị của hai biểu thức này bằng nhau. Vậy cô có kết luận 4 nhân mở ngoặc đơn 3 cộng 5 đóng ngoặc đơn bằng 4 nhân 3 cộng 4 nhân 5. Từ đó, cô thấy khi ta nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng rồi cộng các kết quả lại với nhau. Cô có dạng như sau. A nhân mở ngoặc đơn B cộng C đóng ngoặc đơn bằng A nhân B cộng A nhân C. Thì A mở ngoặc đơn B cộng C đóng ngoặc đơn chính là dạng một số nhân với một tổng. Còn A nhân B cộng A nhân C đó chính là số đó nhân với từng số hạng của tổng rồi cộng các kết quả lại với nhau đó các em. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau vận dụng kiến thức mà ta đã học để làm bài tập nhé. Ở bài tập 1, đề bài như sau, tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống theo mẫu. Đề bài đã cho chúng ta các số tương ứng. Bây giờ chúng ta sẽ thế số vào những chữ có trong biểu thức để tính toán. Ở cột đầu tiên, đó là dạng nhân một số với một tổng. Ở cột thứ hai, đó là dạng nhân số đó với từng số hạng ở trong tổng rồi cộng kết quả lại với nhau. Bây giờ cô sẽ làm mẫu bài đầu tiên. Ở bài đầu cô có A bằng 4, B bằng 5, C bằng 2. Cô thế vào cột đầu. Cô sẽ thế A tương ứng là 4 nhân mở ngoặc đơn 5 cộng 2 đóng ngoặc đơn. Cô tính trong ngoặc trước, sau đó cô lấy 4 nhân với 7, cô được kết quả là 28. Tương ứng cột kế bên, cô thế số 4 nhân 5 cộng 4 nhân 2. Cô được kết quả là 28. Vậy thì còn hai dòng, các bạn sẽ thế số vào từng chữ cái, sau đó mình tính toán thật là cẩn thận nhé. Các bạn đã làm bài xong chưa nào? Mời các bạn cùng nhìn lên màn hình và sửa với cô. Ở bài tiếp theo, cô thế 3 nhân 4 cộng 5 trong ngoặc thì 4 cộng 5 trong ngoặc bằng 9. Cô lấy 3 nhân 9, cô bằng 27. Sau đó, bên cột này, cô lấy 3 nhân 4 cộng 3 nhân 5. 3 nhân 4 bằng 12. 3 nhân 4 bằng 12. Và 3 nhân 5 thì bằng 15. 12 cộng 15 cô được kết quả là 27, nên cô viết 27. Tiếp theo, 6 nhân 2 cộng 3 trong ngoặc đơn cô bằng, trong ngoặc đơn cô tính ra được 5, vậy 6 nhân 5 bằng 30, cô được kết quả là 30. Tiếp theo, cô lấy 6 nhân 2 cộng 6 nhân 3, 6 x 2 bằng 12 và 6 x 3 thì bằng 18. 12 cộng 18 bằng 30, cô viết 30.
Sau khi hoàn thành bài tập này, các con thấy giá trị của biểu thức A nhân mở ngoặc B cộng C đóng ngoặc bằng với giá trị của biểu thức A nhân B cộng A nhân C. Và đó chính là quy tắc của nhân một số với một tổng đó các em. Bây giờ chúng ta cùng nhau qua bài tập 2. Bài 2, câu A đề bài yêu cầu chúng ta tính bằng hai cách. Để tính được bằng hai cách thì cách 1, các em sẽ lấy 36 nhân với kết quả mà chúng ta đã tính trong ngoặc đơn để ra được kết quả của bài toán. Thì đó là cách 1. Còn cách 2, các em sẽ lấy số đó nhân với từng số hạng của tổng rồi cộng kết quả lại. Cô mời các em dừng video lại và bắt đầu làm bài A. Các em đã làm bài xong chưa nào? Nếu rồi, cô mời các em cùng nhìn lên trên màn hình và sửa bài với cô. Ở cách 1, cô có 36 nhân 7 cộng 3 trong ngoặc đơn, cô bằng. Cô tính trong ngoặc đơn trước, nên 36 nhân này cô viết lại. Trong ngoặc đơn cô tính ra 10, nên cô viết kết quả ở vị trí này. 36 nhân 10 cô được kết quả là 360. Thì ở cách 2 này, cô lấy số đó nhân với từng số hạng ở trong tổng rồi cộng kết quả lại với nhau. Đầu tiên cô lấy lần lượt 36 nhân với số hạng đầu là 7. 36 nhân 7. Sau đó cô viết lại phép tính cộng rồi cô lại tiếp tục lấy 36 nhân với 3. Sau đó cô thực hiện phép tính nhân. 36 nhân 7 bằng 252, cô viết 252. Và 36 nhân 3 bằng 108, cô viết 108. Sau đó cô cộng hai kết quả này lại, cô được kết quả là 360. Đó cũng chính là kết quả của biểu thức 36 nhân mở ngoặc đơn 7 cộng 3 đóng ngoặc đơn. Vậy là cô đã hoàn thành xong bài A tính bằng hai cách rồi đó các em. Bây giờ chúng ta cùng sang bài B. Tính bằng hai cách theo mẫu. Cô có mẫu như sau: 38 nhân 6 cộng 38 nhân 4. Cách 1, cô sẽ nhân chia trước, cộng trừ sau. 38 nhân 6 cô được kết quả là 228. Cô viết 228. 38 nhân 4 cô được kết quả là 152, cô viết 152. Sau đó cô ghi lại phép tính cộng. 228 cộng 152 bằng 380. Cách 2. Cô áp dụng quy tắc nhân một số với một tổng. Bởi vì ở đây cô thấy số 38 được lặp lại hai lần và có phép tính cộng nên cô viết lại dưới dạng nhân một số với một tổng. Cô viết 38 nhân 6 cộng 4 ở trong ngoặc đơn. Sau đó, cô tính trong ngoặc đơn trước bằng 10. Cô lấy 38 nhân 10, cô được kết quả là 380. Vậy là cô đã hoàn thành xong mẫu của bài B. Bây giờ, cô mời các bạn học sinh hãy dừng video lại và làm bài B giúp cô dựa theo mẫu nhé. Các bạn đã hoàn thành bài xong chưa nào? Mời các bạn nhìn lên màn hình. Cách 1. Cô lấy 5 nhân 38 bằng 190, cô viết 190. 5 nhân 62 bằng 310, cô viết 310. 190 cộng 310 bằng 500, cô có kết quả của biểu thức là 500. Cách 2. Cô viết dưới dạng nhân một số với một tổng. Cô thấy số 5 được lặp lại hai lần nên cô viết lại số 5, viết lại dấu nhân. Và trong ngoặc tổng cô để kết quả là 38 cộng 62. Vậy trong ngoặc cô tính trước 38 cộng 62 cô bằng 100 và cô lấy 5 nhân 100 bằng kết quả là 500. Vậy là cô và các bạn đã hoàn thành xong bài B rồi đấy. Tiếp theo cô và các bạn cùng qua bài 3. Chúng ta tính và so sánh giá trị của hai biểu thức 3 cộng 5 trong ngoặc đơn nhân 4 và 3 nhân 4 cộng 5 nhân 4. Từ kết quả so sánh, ta nêu cách nhân một tổng với một số,
Cô mời các bạn dừng video bắt đầu làm bài. Các bạn đã làm bài xong chưa nào? Mời các bạn nhìn lên trên màn hình và sửa với cô. Ta có mẫu hoạt đơn 3 cộng 5 trong hoạt đơn nhân 4. Thì các bạn thấy đây cũng là dạng nhân một số với một tổng, chỉ là nó đổi vị trí đó các bạn. Là đổi một tổng lên trước rồi nhân với một số. Thì chúng ta vẫn làm bình thường, chúng ta sẽ tính trong hoạt đơn trước. Cô có 3 cộng 5 bằng 8, cô viết 8 và cô viết lại nhân 4. Thì 8 nhân 4 bằng 32, cô viết 32. Tiếp theo, cô có 3 nhân 4 cộng 5 nhân 4. Cô sẽ tính phép nhân trước. 3 nhân 4 bằng 12, cô viết 12. Và 5 nhân 4 bằng 20, cô viết 20 và phép tính cộng ở giữa. 12 cộng 20 thì bằng 32. Vậy từ đó kết quả này, chúng ta thấy 32 bằng với 32. Vậy cô kết luận mở hoạt đơn 3 cộng 5 trong hoạt đơn nhân 4 sẽ bằng 3 nhân 4 cộng 5 nhân 4. Từ đó cô rút ra được cách nhân một tổng với một số như sau. Khi nhân một tổng với một số, ta có thể nhân từng số hạng của tổng với số đó rồi cộng các kết quả lại với nhau. Vậy là cô và các bạn đã hoàn thành xong bài tập ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn nhớ học thuộc các quy tắc nhé. Cô chào tạm biệt các bạn.